Cô chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Chào mừng các con đến với tiết học toán tiếp theo của tuần 26. Bây giờ, cô mời các bạn lấy sách giáo khoa toán trang 130 cùng với vở, bút mực, giấy nháp để cùng với cô học bài nhé. Tiết học toán ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con học bài chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Và các con sẽ vận dụng quy tắc tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác để giải các bài tập có liên quan. Các con đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta cùng học nhé! Trước tiên, cô sẽ hướng dẫn các con tính chu vi hình tam giác. Các con chú ý quan sát lên trên màn hình. Cô có 3 điểm A, điểm B, điểm C. Từ 3 điểm A, B, C này, cô sẽ nối 3 điểm A, B, C lại với nhau, tạo thành hình tam giác A, B, C. Các con đã nhìn thấy chưa nào? Hình tam giác A, B, C gồm có 3 cạnh, đó là cạnh AB, cạnh BC và cạnh CA. Lần lượt, độ dài của 3 cạnh là AB bằng 3 cm, BC bằng 5 cm, CA bằng 4 cm. Bây giờ cô sẽ cho các con một nhiệm vụ, đó là tính cho cô tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC nhé. Cô mời các con cùng thử làm xem. Các con đã có kết quả chưa? Cô có tổng độ dài các cạnh hình tam giác ABC là 3 cm cộng 5 cm cộng 4 cm bằng 12 cm. Các con đã làm đúng chưa nào? Lúc này cô sẽ nói tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC chính là chu vi của hình tam giác ABC là 12 cm. Vậy, cô muốn tính chu vi của một hình tam giác thì cô sẽ làm bằng cách nào? À, cô sẽ lấy độ dài 3 cạnh của hình tam giác đó cộng lại với nhau. Nghĩa là muốn tính chu vi của một hình tam giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó. Các con cùng nhìn lên màn hình và đọc lại kết luận cùng với cô nhé. Muốn tính chu vi hình tam giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó. Các con đã hiểu chưa nào? Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con tìm hiểu cách tính chu vi hình tứ giác. Bạn nào có thể nhắc lại cho cô đặc điểm của hình tứ giác mà các con đã học rồi? À, đặc điểm của hình tứ giác là hình có 4 cạnh, 4 góc và 4 đỉnh đấy các con ạ. À, các con giỏi lắm. Các con hãy chú ý quan sát tiếp lên trên màn hình nhé. Cô có 4 điểm, điểm D, điểm E, điểm G và điểm H. Từ 4 điểm D, E, G, H này, cô sẽ nối 4 điểm này lại với nhau tạo thành một hình tứ giác D, E, G, H. Hình tứ giác D, E, G, H gồm có 4 cạnh là cạnh D, E, cạnh E, G, cạnh G, H và cạnh H, D. 4 cạnh này có độ dài các cạnh lần lượt là DE bằng 3 cm,
EG bằng 2 cm, GH bằng 4 cm và cạnh HD bằng 6 cm. Bây giờ các con hãy dựa vào cách tính chu vi hình tam giác ABC ở trên, các con hãy suy nghĩ cho cô và giúp cô tính chu vi hình tứ giác DEGH này được không nhỉ? Mời các con cùng làm bài. Các con có kết quả chưa? À, cô bật mí cho các con xem bạn nào tính giống với cô nhé. Cô sẽ tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH. Các con phải nhớ tính tổng là kết quả của phép tính cộng, đúng chưa nào? Cô có tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là 3 cm cộng 2 cm cộng 4 cm cộng 6 cm và kết quả bằng 15 cm. Lúc này cô sẽ nói tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH chính là chu vi của hình tứ giác DEGH là 15 cm các con ạ. Vậy cô muốn tính chu vi của một hình tứ giác thì cô sẽ làm bằng cách nào? À, cô sẽ lấy độ dài 4 cạnh của hình tứ giác đó cộng lại với nhau, nghĩa là muốn tính chu vi của một hình tứ giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó. Các con nhớ chưa nào? Các con cùng lặp lại cách tính chu vi của một hình tứ giác với cô nhé. Mời các con cùng đọc to kết luận với cô. Muốn tính chu vi hình tứ giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó. Các con nhớ chưa nào? Bây giờ các con cùng quan sát lên trên màn hình và hãy đọc thật to, nhận xét cùng với cô và nhớ đọc cho cô mỗi một nhận xét đọc 2 lần. Cô và các con cùng đọc nhé. Chu vi của hình tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh của hình tam giác đó. Các bạn cùng đọc tiếp nhé. Chu vi của hình tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh của hình tam giác đó. Mình cùng tiếp tục đọc nhận xét thứ hai. Chu vi của hình tứ giác bằng tổng độ dài 4 cạnh của hình tứ giác đó. Chúng ta tiếp tục đọc. Chu vi của hình tứ giác bằng tổng độ dài 4 cạnh của hình đó. Qua 2 nhận xét về tính chu vi hình tam giác, tính chu vi hình tứ giác trên, cô rút ra được quy tắc tính chu vi hình tam giác, tính chu vi hình tứ giác mà các con cần phải ghi nhớ và học thật thuộc cho cô như sau nhé. Các con cùng nhìn lên trên màn hình, cô có kết luận chung như sau. Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác là chu vi của hình đó. Mời các con cùng đọc lại với cô 2 lần nào. Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác là chu vi của hình đó. Tiếp tục mình đọc 1 lần nữa nhé. Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác là chu vi của hình đó. Các con đã thuộc chưa? Vậy, tiếp tục để khắc sâu kiến thức cho các con thì bây giờ cô sẽ mời các con cùng vào phần thực hành để chúng mình làm bài tập nhé. Các con chú ý, cô có bài mẫu tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh ở câu A là A 7 cm, 10 cm và 13 cm. Có nghĩa là ở câu A này đề bài cho hình tam giác có độ dài cạnh thứ nhất
bằng 7 cm, độ dài cạnh thứ hai bằng 10 cm và độ dài cạnh thứ ba bằng 13 cm đấy các con ạ. Đề bài yêu cầu chúng ta tính chu vi hình tam giác này. Đề bài yêu cầu các con tính chu vi hình tam giác này. Vậy các con hãy quan sát lên trên màn hình thật kỹ. Cô có bài mẫu như sau. Lời giải chúng ta sẽ viết là chu vi hình tam giác là hai chấm xuống lòng. Cô có phép tính 7 cộng 10 cộng 13 bằng, kết quả chúng ta tìm được bằng 30 cm. Đáp số 30 cm. Các con nhớ đơn vị ở đây là cm. Lưu ý đây là phép tính của bài toán giải tìm chu vi hình tam giác. Do đó khi viết các con nhớ phép tính các con chỉ viết 7 cộng 10 cộng 13, không ghi kèm đơn vị nhé. Khi ra kết quả phép tính rồi thì chúng ta mới ghi đơn vị. Cô nhắc lại, các con tính chu vi hình tam giác có nghĩa là các con tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó. Bây giờ các con hãy dựa vào bài mẫu cô vừa hướng dẫn xong. Các con sẽ làm tiếp bài tập 1B và 1C nhé. B 20 dm, 30 dm và 40 dm. C 8 cm, 12 cm và 7 cm. Mời các con cùng làm bài. Sau đây cô sẽ sửa bài và các con xem mình có làm đúng hay chưa nhé. Câu B, lời giải sẽ là chu vi hình tam giác là 20 cộng 30 cộng 40 bằng 90 decimet. Đáp số 90 decimet. Câu C, lời giải chu vi hình tam giác là 8 cộng 12 cộng 7 bằng 27 cm. Đáp số 27 cm. Cô khen tất cả các bạn làm đúng nhé. Bạn nào mà có làm sai thì cố gắng tập trung hơn. Chúng ta tính cẩn thận thì sẽ có kết quả đúng hơn. Vừa rồi các con đã tập trung tính chu vi hình tam giác rồi. Bây giờ cô và các con sẽ tiếp tục tính chu vi hình tứ giác qua bài tập số 2 nhé. Mời các con vào bài tập số 2. Bài 2 tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là A 3 dm, 4 dm, 5 dm và 6 dm. Câu B, 10. Mười cm, phẩy 20 cm, phẩy 10 cm và 20 cm. Các con sẽ cùng làm bài trong thời gian 5 phút nhé. Mời các con làm bài. Các con đã làm bài xong chưa? Cô và các con sẽ cùng nhau đi tìm đáp án đúng nhé. Chúng ta cùng nhau sửa bài. Câu A, chu vi hình tứ giác là 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 và kết quả bằng 18 decimet. Đáp số 18 decimet. Còn câu B, lời giải sẽ là chu vi hình tứ giác là 10 cộng 20 cộng 10 cộng 20 bằng 60 cm. Đáp số 60 cm. Các con nhớ nhé, khi tính chu vi hình tứ giác
Có nghĩa là các con tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó. Các con vừa làm rất giỏi hai bài tập rồi. Vậy bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đi vào bài tập số 3, bài tập cuối cùng nhé. Cô có hình tam giác ABC như hình vẽ trong sách giáo khoa. Bây giờ các con hãy nhìn vào bài 3 trong sách giáo khoa trang 130. Các con đã thấy hình tam giác ABC chưa? Cô sẽ có nhiệm vụ thứ nhất đó là A. Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC. Các con hãy lấy thước kẻ và bút chì. Các con hãy đo từng cạnh của tam giác đó và ghi độ dài đo được vào từng cạnh nhé. Ví dụ như đầu tiên mình sẽ đo cạnh AB này. Có độ dài bằng bao nhiêu cm thì chúng ta ghi bằng bút chì vào ngay cạnh đó. Tương tự còn sẽ đo cạnh BC và cạnh CA cho cô nhé. Sau khi đo được hết độ dài ba cạnh của hình tam giác ABC là các con đã làm xong nhiệm vụ A rồi đó. Chúng ta sẽ làm tiếp nhiệm vụ B, đó là các con hãy tính chu vi hình tam giác ABC giúp cô nhé. Mời các con cùng làm bài. Các con đã có kết quả chưa nào? À, độ dài các cạnh của hình tam giác ABC đều là 3 cm. Vậy chu vi hình tam giác ABC là 3 + 3 + 3 bằng 9 cm các con ạ. Đáp số 9 cm. Chúc mừng các con vừa học xong bài chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác rồi. Các con nhớ học thuộc quy tắc tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác và chuẩn bị cho tiết học sau nhé. Chúc các con có nhiều sức khỏe để học tập tốt. Tạm biệt các con.